kết quả Croatia không không bỉ, tai họa Lukaku. Trận Croatia vs bỉ chứng kiến lối chơi kém hiệu quả của đội bóng xứ sở sô cô la và buộc thế hệ vàng này phải sớm rời giải đấu ngay sau vòng bảng. Đáng chú ý là sự vô duyên đến mức kỳ quái của Romelu Lukaku. Dù chỉ cần giành một điểm để giành vé đi tiếp, chính Croatia mới là đội chơi quyết tâm hơn khi nhập cuộc. Chỉ hơn 10 giây sau tiếng còi khai cuộc, Ivan Perisic đã có cú sút đầu tiên bằng thái độ rất dữ dội, nhưng bóng bay ra ngoài. Ít phút sau đó, trọng tài cho Croatia hưởng penalty nhưng sau khi có ý kiến từ tổ VAR, quả phạt đền bị hủy bỏ do Dejan Lovren đã việt vị trong tình huống trước đó. Huấn luyện viên Roberto Martinez đã gây bất ngờ khi không để Lukaku đá chính, thay vào đó là Derai Mertens, lão tướng đã qua thời đỉnh cao. Trong cả hiệp 1, Bị chỉ có đáng kể nhất là pha đối mặt thủ môn của Mertens, nhưng cú cứa lòng vội vã của anh lại không chính xác. Hiệp một khép lại với tỷ số 0, không trong sự sốt ruột của các cố động viên bị bởi cùng giờ, Morocco đã dẫn trước Canada với tỷ số 2, 1. Bị phải thắng để đi tiếp. Tình thế khẩn trương khiến huấn luyện viên Martinez phải tung Lukaku vào sân ngay sau giờ nghỉ. Chân sút cao lớn này đã lập tức gây ra đe dọa cho khung thành Croatia với một cú đánh đầu ở góc hẹp nhưng cơ hội rõ rệt nhất dành cho Lukaku và cả đội tuyển Bỉ chỉ đến ở phút 60. Trong tình huống bóng lộn xộn do Carrasco tạo ra, Lukaku đã đứng trước khung thành không còn thủ môn trấn giữ, tuy cú sút chân phải cực mạnh của Lukaku đã vượt qua được hậu vệ đối phương, nhưng lại chạm mép trong cột dọc, bay ra ngoài. Chỉ hai phút sau, Lukaku lại bỏ lỡ cơ hội khác khi đánh đầu vọt xà trước khung thành trống, dù thực chất bóng đã ra ngoài biên ngang trước khi đến vị trí của tiền đạo này dù nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương nhưng thực chất Croatia không hề lép vế về thế trận. Đội bóng Đông Âu này vẫn tổ chức các pha lên bóng khá sắc sảo. Cái thiếu của Croatia là một chút sức trướng của các cầu thủ tấn công. Vốn hầu hết đã lớn tuổi. Những phút cuối chứng kiến sự vô duyên đến mức kỳ lạ của Lukaku. Phút 87, Lukaku chạm bóng rất vụng về khi đứng một mình trước khung thành khiến bóng bay ra ngoài. Phút 90, vẫn là Lukaku trước khung thành trống, nhưng anh lại đỡ bóng hỏng dù hoàn toàn có thể dứt điểm một chạm vào lưới. Phút bù giờ thứ ba, khi Lukaku gần như không thể bỏ lỡ cơ hội được nữa, thì một hậu vệ của Croatia đã nhanh hơn Lukaku khoảng vài phần trăm giây để phá bóng giải nguy. Hòa không, không, bị nhường vé đi tiếp cho Croatia, đội phải chấp nhận đứng nhị bản sau Morocco. Đội hình già nhất sau 12 năm. Ở trận gặp Croatia, Bỉ tung ra đội hình xuất phát dài nhất tại các vòng chung kết World Cup sau 12 năm, với độ tuổi trung bình 31 tuổi lệ 95 ngày. Đội bóng gần nhất, chững chặt hơn bỉ ngày hôm qua là đội tuyển Australia, khi họ ra sân với 11 cầu thủ có độ tuổi trung bình 31 tuổi 118 ngày để chống lại đội tuyển Đức tại vòng chung kết World Cup 2010. Đội hình thi đấu Croatia vs Bỉ. Croatia, Livakovic, Juranovic, Lovren, Gadion, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Major 92, Kramat, Pasalic 64, Livaja, Petkovic 64, Perisic. Bỉ, Kutoa, Kastan, Vertonghen, Anderweirang, Karakko, Doku 72, Weissel, Dendonker, Tielen 72, Mernier, Eden Há giật 87, Trosat, Thotgan 59, Zebriner, Mertens, Lukaku 46.